Câu lạc bộ Pau mượn người cũ sau khi Quang Hải đá tệ ở AFF Cup 2022, Messi Việt Nam sẽ ra sao? Câu lạc bộ Pau đã mượn Quentin Bosgaard từ fan club Lorin và Quang Hải sẽ dự bị dài hạn ở phần còn lại của mùa giải. Đó không phải nhận định chủ quan khi Quentin Bosgaard từng thi đấu cho Pau trong quá khứ. Tiền vệ sinh năm 1997 đá cùng vị trí với Quang Hải. Điều đó có nghĩa Quang Hải giảm đi cơ hội ra sân, dù sự thật thì tiền vệ số 19 đã dự bị trong thời gian dài và gần như chỉ vào sân trong thời gian cuối trận đấu. Theo Scoway thống kê, Quang Hải có 10 lần ra sân trong màu áo Pau. Anh đá 92 trận, 8 trận dự bị, ghi 1 bàn và thi đấu tổng 244 phút. Lần gần nhất Quang Hải ra sân là ngày 22 tháng 10 năm 2022, tức có hơn 3 tháng chưa được thi đấu. Một lý do quan trọng khiến cho Quang Hải mất cơ hội thi đấu cho Pau là trở về đá AFF Cup 2022. Hai vấn đề đáng lo cho Quang Hải là thời gian ra sân trong 5 trận gần nhất với số phút lần lượt 5, 10, 12, 8 và 4. Pau để Quang Hải về phục vụ tuyển Việt Nam trong thời gian không thuộc FIFA Days cũng nói lên vai trò của tiền vệ số 19. Có thể gọi là không thuộc trụ cột của Pau. Ở AFF Cup 2022, Quang Hải là một trong những cầu thủ thất vọng nhất. Truyền thông Thái Lan nhận xét Quang Hải sa sút phong độ. Không tạo ra được sức ảnh hưởng là một trong năm lý do khiến tuyển Việt Nam bại trận trước Thái Lan. Thực tế, Quang Hải chỉ có một kiến tạo và không ghi được bàn thắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo luôn trao niềm tin tuyệt đối cho Quang Hải nhưng phải có sự điều chỉnh trong hai trận chung kết với Thái Lan. Quang Hải bị thay ra ở cuối trận chung kết lượt đi vì chơi mờ nhạt, sau đó đã dự bị ở trận chung kết lượt về. Sự thay đổi của ông Park có lẽ là câu trả lời thuyết phục nhất cho nhận định Quang Hải sa sút phong độ. Kể từ tháng 8 năm ngoái, Quang Hải đã đánh mất vị trí đá chính ở Pau, sau đó thời gian ra sân càng đáng báo động. Bây giờ Pau mượn Quentin Bosgaard từ fan club Lorin thì cơ hội ra sân của Quang Hải càng thấp. Có lẽ tiền vệ có biệt danh Messi Việt Nam cần thêm thời gian để hòa nhập trong mùa giải thứ hai. Bởi nửa sau mùa bóng này được dự đoán là nỗi buồn trên băng ghế dự bị dành cho Quang Hải.